lời yêu cầu các MC đến với một dòng thánh thứ hai được mang tên Bồ Đưa Rồi của hàng xóm. Chẳng làm cho tới luôn đi. Bà con nào có biết chương trình thì đến gặp MC đăng ký nha. Tại vì hôm thứ ai hát thì MC yêu cầu hát bài thứ hai.